Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bà, các mẹ, các chị, lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt 1.450 người cao tuổi phường Cốc Lếu xin được kính chúc quý vị đại biểu, các bà, các mẹ, các chị cùng tất cả các đức phu quân ở đây có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Chúc các cụ sống lâu trăm tuổi, trường thọ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các mẹ và tất cả những người con hướng về cội nguồn ngày hôm nay, qua vở kịch và qua một chương trình từ đầu đến giờ, bản thân tôi tuy rất ít tuổi nhưng đã giữ một chức vụ thật là khó khăn và vinh dự. Nhưng đối với tôi là một tuổi con tuổi cháu, nhưng thật sự cảm động với vở kịch đã đưa lại những thông điệp cho tất cả các cụ, các ông, các bà và tất cả những người con hướng về cội nguồn ngày hôm nay. Tôi mong muốn rằng chúng ta hãy đến với công ty VN. Và không phải hôm nay là ngày đầu tiên, và cũng đã là 6 năm rồi. Và tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể những người con cũng đã từng trải và cũng đã từng hưởng thụ tất cả những gì mà công ty VN đã dành cho sức khỏe với người cao tuổi tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai nói chung và phường Cốc Lếu nói riêng. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho công ty VN. Và một lần nữa xin được cảm ơn giám đốc công ty VN và tất cả những người con thân yêu đã tận tình chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là tất cả tới các cụ, các ông, các bà và những người đã đi bệnh tật tật nguyền đến với nhau ngày hôm nay, thực sự cũng đã trưởng thành và đã thành đạt và đã nhìn thấy sức khỏe tiến triển của những người bệnh tật nặng. Một lần nữa xin được cảm ơn công ty VN và cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà và tất cả bà con của thành phố Lào Cai nói chung và phường Cốc Lếu nói riêng đã đến đây trước tiên hỗ trợ, ủng hộ cho công ty VN phát triển và đã lấy lại, đổi lại sức khỏe cho với những người cao tuổi của phường Cốc Lếu và những người con trẻ chúng ta bị tật nguyền. Tôi mong muốn rằng tất cả chúng ta hãy đến với giường bệnh VN để lấy lại, đánh đổi lại với sức khỏe, để làm sao các cụ, các ông, các bà chúng ta trường thọ sống lâu trăm tuổi. Vâng, một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà và chúc công ty VN thành công rực rỡ hơn nữa. Xin chân trọng cảm ơn.